sự việc Khoa Bất mà bị tạt nước sơn đó các bạn, thì mình cũng đã từng có một cái video nói về cái chuyện là người Việt á, khi thấy người ta thành công á thì ganh ghét. Mà Khoa Bất á là một trong những cái bằng chứng cho các bạn thấy là tôi nói không có sai ha. Theo riêng mình thôi nha, Khoa Bất quảng cáo quá rồi thành công quá thì cái những người mà người ta cạnh tranh hay gì đó thì người ta ghét, người ta phá thôi các bạn. Ở bên này nhiều khi cũng buồn lắm các bạn, khi các bạn thành công á thì có khi bị người ta phá hoặc là người ta nói sau lưng, còn khi các bạn thất bại thì người ta không có thèm nhìn các bạn đâu. Giống như tôi nè các bạn, tôi là một cái đứa hay bận đồ bụi đời ra đường lắm, có nhiều người thân biết mình thì không sao, chứ còn những người mà mới quen quen thấy tôi lè phè không ai muốn tiếp đâu các bạn, đó là sự thật nha. Còn những người nào mà biết mà hiểu mình á thì họ mới vui vẻ nói chuyện với mình. Nói chung là cũng hơi bề ngoài đó các bạn, các bạn đi xe hiệu đồ hiệu thì các bạn sẽ được đón tiếp nồng hậu hơn. Đó là một trong những cái cách nhìn bề ngoài của người Việt Nam mình tại Mỹ.